Tiếp theo mình sẽ ăn bánh tráng. Ăn gì? Mình đang ăn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hello, xin chào tất cả các em đã đến với đêm khuya của hai chị em tôi. Và bây giờ cũng đã gần 12 giờ rồi. Ê Su, đừng có chơi cái trò này được không Su? Các bạn nói là hả rất là hài khi mà thấy hai chị em mình vậy luôn á. Hôm nay thì hai chị em mình sẽ không nấu nướng một cái gì hết. Đặt food đi về ăn. À bây giờ ăn cái gì thì lên đặt đi, em trả tiền. Và các em có biết hôm nay là trốn mẹ chứ không? Không phải các bạn, hôm nay không phải là trốn mẹ mà là mình đã ru mẹ ngủ, sau đó là mình đã lẫn để mà xuống đây làm clip ăn khuya chị Nhung. Và Tiên Thư nghĩ là khi mà mẹ của mình coi cái clip này thì mẹ mình rất là tức, tại vì bị con dữ. Mẹ nắm đầu em đã quánh cho em biết. Cả nhà thấy là hai chị em mình ăn cái giờ rất là linh, còn 10 phút nữa là 12 giờ. Bây giờ ăn cái gì lên đặt đi. Hôm nay thì chị Nhung thèm chân gà xả tắc. Còn Thiên Thư thì ăn cái gì? Em thích cái món đó. Nhưng mà kêu thêm đi chứ sợ ăn không đủ á. Em dành chị hai ăn hết rồi sao? Chị Nhung không biết là bây giờ có đồ ăn khuya hay không nữa, tại vì đang dịch á. Có không Thiên Thư? Có. Wow. Đây các bạn ơi, bán qua đêm luôn rồi mấy bạn. Rồi rồi, đặt đi, đặt về đi, đặt về đi. Từ từ nha, chỗ này đóng cửa trong 6 phút nữa. Nhanh lên, chị nhanh lên. Okay, mừng quá các em ơi, nãy giờ hai chị em mình là tưởng sẽ đi ra bếp để nấu rồi đó. Nhưng mà không ngờ có một quán bán cho mình. Chị em mình kêu rất là nhiều món ăn vặt luôn. Các em cùng chờ xem món đó là gì nha. Yeah. Và các em biết không, nãy giờ hai chị em mình đặt nửa tiếng đồng hồ luôn á. Bây giờ các em coi nè, 12 giờ rưỡi, nói chung là phải đợi thêm khoảng nửa tiếng nữa, coi như là 1 giờ hai chị em mình mới được ăn các em ơi. Anh tài xế giao hàng đã tới rồi, bây giờ chị Nhung sẽ xuống lấy đồ ăn lên. Hy vọng là mẹ chị không nghe tiếng mở cửa. Wow, 246. Dạ em gửi 250 luôn, cảm ơn anh nhiều. Yeah. Wow, Su ơi, có đồ ăn rồi, dậy đi. Trời ơi, quá chừng luôn. Hôm nay hai chị em mình ăn đại tiệc luôn nha cả nhà ơi. Bây giờ có 2 ly trà đào nên là bây giờ chị Nhung phải ra đập đá vào mới uống được. Ok các bạn ơi, thì Thiên Thư đã lấy ra rồi. Hồi nãy mình lúc mà mình lấy thì nó hơi bị đổ một chút. Thì đây, đây là cái phần mà cái viên chiên 60.000 đây. Combo 60.000. Còn bên đây là có hồ lô. Đó, gì xúc xích. Còn cái này là mấy cái bịch bánh tráng của tụi mình nè. Hôm nay là đặt bánh tráng rất là nhiều luôn. Đó. Còn cái này là tteokbokki nè các bạn. Đây, hai phần tteokbokki của hai chị em. Rồi đồ chua nữa. Chị Nhung nghe nói là người ta khen cái quán này dữ lắm các em. Để mình ăn thử coi nó là sao. Mình ăn tương đỏ thôi đúng không? Các em ơi, đem đến đây nó chảy tè lè nữa. Chị Nhung thì chị Nhung rất là thích tương đen, tại vì nó đỡ cay. Và 3 bịch bánh tráng luôn rồi các em ơi. Và 1 ly trà tắc to đùng luôn. Đúng rồi, tắc chua chua. Khỏi coi. Các bạn ăn ngon nha. Cái này là nguyên một cái combo luôn. Cá viên ngon quá. Chị Nhung có đặt thêm xúc xích lóc xoáy. Ngon quá. Ngon. Giòn dữ vậy. Hồi nãy chị Nhung thấy người ta khen cái quán này là khi mà đồ ăn tới á, rất là giòn, vẫn còn giòn. Ngon quá. Hai chị em mình có đặt thêm hồ lô nữa nè các bạn. Chị Nhung thấy là cái món xúc xích chiên lóc xoáy này cũng rất là dễ làm thôi à. Cái tên nó giống như khoai lang lóc xoáy vậy. Thơm thương, ngon. Dưa leo rắc cũng điệu ghê. Đồ ăn mà chưa tới hai chị em mình nằm buồn lắm. Có đồ ăn cái tươi như hoa, cái ăn được bánh gạo. Đây là bánh gạo lắc các bạn. Không biết ở nhân, ở trong nó có nhân không? Em cắn ra giữa. Có nhân. Có nhân đúng không? Thấy sao? Cái bánh gạo lắc rồi thì tôi có ăn qua rồi. Tôi thấy nó cũng giống nhau. Ai làm cũng giống. Nhưng mà cảm giác chị không thấy là như là đem tới nó hơi bị không có được ráo lắm ha. Chắc là do đi xa quá nên là cái dầu quá nó chảy ra các em. Chị Nhung kêu có một cây chả tắc á. Chị Nhung kêu có một cây xúc xích lóc xoáy không? Xem coi các em à. Chết người. Nó ngon quá ngon. Rất là thơm mùi phô mai. Cái vị nó ngọt ngọt ngon ghê. Vậy tiếp theo mình sẽ ăn bánh tráng. Ăn gì? Mình đang ăn. Các em ơi.
Thế chưa, em thấy em hậu đậu cho Thiên Thư. Có chuyện tối nay cho Thiên Thư làm. Bó tay luôn. Mệt ngon rồi Thiên Thư. Chị hai ăn hết ngon. Thôi em ăn luôn đi em. Đây chị hai ăn luôn. Không có việc gì khó, chị sợ lòng không bền. Rớt thì mình lụm lên ăn rồi sau đó mình dọn sau. Này là bánh rán tỏi. Ngon quá à. Rồi bảo đảm Thiên Thư vô thay cái đầm luôn. Nè các em biết không, những cái đêm tối, đêm thối thanh vắng, êm lặng mà chỉ cần Thiên Thư làm một cái gì đó mà nó đổ vỡ thôi là cảm thấy nó vui hẳn luôn. Hơi cay quá à. Nhưng mà ngon lắm mấy bạn. Chị hai thấy cái bánh gạo ngon. Ở trong có phô mai. Hai chị em chị cố xác đặt hai phần bánh gạo luôn. Đất tiên đó là cực kỳ thích ăn bánh gạo luôn. Cái này nó không có nhân nè các em, nó trong trắng bóc à. Cay chứ. Cay đúng không? Có một người vẫn yêu một người. Chị Nhung thấy có cái này nó lạ lạ. Cái này là trong phần combo luôn các em. Hình như nó là hoành thánh á. Hoành thánh người ta chiên bằng miếng miếng, mà cái kiểu này nó chiên giống như nó quấn lại giống như cái bao gạo vậy đó. Thử coi. Lạ quá à. Ở trong hình như là nhân nguyên cái miếng chả cá luôn. Nó giòn, nó ngon, quá ngon luôn. Sao uống nước đi. Lại Thiên Thư chọn cái bánh tráng này mà nó cay quá. Các em rất là thích hai chị em chị ăn khuya. Bởi vậy á, hai chị em chị mà ăn khuya mà có mập, có nhà mà có xấu, có mắt thăm quần là do các em á. Đúng không Thiên Thư? Khóc luôn. Thiên Thư cay quá, Thiên Thư khóc cục. Hên quá, má ơi. Trời ơi, cái em ơi làm gì. Cái loại bánh tráng này làm như nó gài bẫy người ta hay sao á. Bóp một cái là lủng đứt liền. Ê, ngồi xuống đi Thiên Thư. Hình như là bánh này, bánh tráng gì xu? Tráng dân cúc. Dân cúc hả? Nhớ. Rau răm. Ngon quá à. Bánh tráng rất ngon à. Các em ơi, các em nhớ nè, hiện tại đang dịch rất là phức tạp nên các em nhớ ở nhà thường xuyên nha. Bởi vậy hai chị em chị giờ đâu dám ra đường rồi, đâu dám ra đường ăn khuya đâu. Chứ bình thường là giờ này Thiên Thư đủ với Nhung ra đường ăn khuya. Ê Xu ơi, hai thấy là không có ổn mà Xu. Em nhìn cái đầu của hai nè Xu. Thôi Thu, đừng có giỡn vậy, thắt bính đi. Các bạn khen chị hai thắt bính đẹp á. Em khen chứ mấy bạn nào khen. Không, mấy bạn khen luôn. Ê, tóc phồng quá ha. Em làm miệng tóc hai phòng đẹp quá. Ok. Xuất hiện. Khùng mà. Nó ăn cay vô nó khùng lắm em ơi. Cay quá à. Trời ơi em ơi, nó cay thiệt á. Ăn mấy miếng đầu không sao nha, nhưng mà mấy miếng sau là nó cay dã man luôn. Chị Nhung nghĩ ớt này là ớt hiểm chắc luôn. Không ăn nổi. Khổ. Xù ơi, em giống zombie quá Xù ơi. Cay quá, cay quá. Không được. Ủa các em ơi, cay quá. Chị Nhung thấy có cái trứng cút ngon quá. Chị Nhung phải ăn cái trứng cút này mới được. Chị ăn trứng cút đỡ cay. Cay nữa mà môi em nó hồng lên luôn á. Không cần đánh son luôn. Bảo đảm đẹp tự nhiên luôn. Ê, cái cục này là cục gì? Đôi gì mà bánh rán ăn nữa ta. Ở trong là trứng cút. Em là chúa ăn cay mà sợ gì. Cây nào cũng cay hết á. Nó giống như bánh rán trộn. Nghĩ mà buổi tối mình ăn vậy. Mập lắm đó mà. Nhưng mà Thiên Thư đâu sợ mập đâu các em. Có mình Chị Nhung thôi. Lý do là Thiên Thư ăn không bao giờ mập. Tiếc một cái là chân gà ngâm xả tắc không có. Người ta không có mở cửa quá 12 giờ. Chị Nhung với Thiên Thư á, có cái tật á là ăn ngon quá rồi không có biết là cái miệng mình nó ăn xấu hay đẹp nữa. Nhưng mà khi mà coi lại clip á thì thấy nó xấu thiệt luôn. Bởi vì hai chị em phải học cách ăn sao mà cho nó đẹp. Cảm thấy rất rất là vui luôn. Tại vì Thiên Thư đã dụ được mẹ ngủ trên lầu để hai chị em có thể ngồi ở trong cái phòng này mà ăn uống thì nó thích. Chứ nếu không là mẹ sẽ la. Trời ơi, giờ này đi ngủ đi. Hai đứa này giờ còn ăn, muốn mắt không quần hả? Các em có bị mẹ cái em la như vậy không? Hãy comment bên dưới cho hai chị em mình biết nha. Còn hai chị em mình là tối ngày bị mẹ nói như vậy. Nhưng mà biết sao, có thương mới la đó. Ok, bây giờ hai chị em mình ăn xong rồi sẽ đi ngủ sớm. Để nếu không má la đó các em ơi. Bye bye, hẹn gặp lại video sau nha. Chị Nhung love you.
Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 1:20. Và chiến trường đã được